Các anh chị học viên, sinh viên thân mến, sau đây là video hướng dẫn tìm kiếm và khai thác tài nguyên thông tin trên hệ thống thư viện, phần hướng dẫn tra cứu và khai thác bài giảng điện tử. Đầu tiên, chúng ta cần truy cập vào website thư viện theo địa chỉ lib.ttu.edu.vn, sau đó chọn Login. Tại giao diện đăng nhập, anh chị sẽ đăng nhập bằng tài khoản hệ thống thông tin học viên, sinh viên. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ họ và tên của bạn đọc. Chúng ta có thể thiết lập ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh cho giao diện tìm kiếm. Để bắt đầu tìm kiếm tài liệu môn học, chúng ta cần nhập từ khóa vào hộp tìm kiếm. Từ khóa có thể là mã môn học, tên môn học hoặc nhan đề của một tài liệu môn học bất kỳ. Sau đó bấm chọn tìm kiếm từ khóa này cho giao diện tài liệu môn học. Chúng ta có thể lọc dữ liệu theo bộ lọc có sẵn, gồm 3 phần. Chọn dạng tài liệu môn học cụ thể như đề cương chi tiết, bài giảng, giáo trình, tham khảo chính, tham khảo khác, tham khảo bổ sung. Hiện tại hệ thống đang mặc định là tất cả các loại. Chọn cách thức lọc, chúng ta sẽ chọn là chính xác. Chọn giới hạn lọc theo trường dữ liệu, bạn đọc cần chọn trường dữ liệu tương ứng. Nếu từ khóa tìm kiếm là mã môn học thì bạn đọc cần phải chọn tương ứng là mã môn học. Nếu từ khóa tìm kiếm là tên môn học thì bạn cần phải chọn tương ứng là tên môn học. Sau khi đã thiết lập xong biểu thức tìm kiếm, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng tìm kiếm hình kính lúp. Tại trang kết quả tìm kiếm, bạn đọc sẽ tìm tới bài giảng điện tử. Chọn vào nhan đề của bài giảng điện tử. Tại vị trí xem trực tuyến, bạn đọc chọn vào nội dung video bài giảng điện tử cần xem. Và cần phải đăng nhập vào tài khoản hệ thống thông tin học viên, sinh viên một lần nữa để hệ thống thiết lập quyền cho xem đối với bài giảng điện tử. Vừa rồi là video hướng dẫn tìm kiếm và khai thác tài nguyên thông tin trên hệ thống thư viện bằng hướng dẫn tra cứu và khai thác bài giảng điện tử. Cảm ơn các anh chị học viên, sinh viên đã theo dõi.